Chào mừng toàn thể quý khán giả thân mến đã quay trở lại với số tiếp theo trên kênh Về Miền Tây Bắc. Hiện tại thì Long đang có mặt ở trên đỉnh núi, nơi sinh sống của ba bố con em Hồ. Như hôm qua quý vị có biết đấy, thì Long có đưa lên một cái thước phim mà đến thăm ba bố con em Hồ, có người vợ mới bị bệnh nặng, bệnh thiếu máu đấy, và đã mất cách đây 15 ngày rồi. Thì hôm đó mới ngồi để nói chuyện thôi, nhưng mà hoàn cảnh phải nói là cũng rất là đáng thương. Ngày hôm nay Long muốn quay trở lại đây để xem cuộc sống thường ngày của ba bố con. Sau khi mà mẹ các cháu qua đời đấy thì các cháu có muốn đi học hoặc là em Hồ có kế hoạch gì cho cái tương lai sau này không. Bởi vì hôm qua ngồi nói chuyện với em ấy chia sẻ thì em ấy đang mông lung lắm, đang không biết là sẽ sống như thế nào ấy. Lúc nào mồm cũng chỉ nói là vợ em mất rồi em buồn lắm, em không cho con em đi học nữa đâu. Mà bảo có đi làm cái gì không thì cũng chỉ bảo là vợ em mất rồi em buồn lắm, em không đi làm gì đâu. Kiểu như là mọi thứ trong đầu nó bây giờ rối tung rồi đấy. Nghe rồi chị? Thì dao này thớt về hả chị? Đi. Đây là một cái rừng cây mơ, cây mận này. Đi đến khu này mát lắm. Và bây giờ là mùa hè rồi nên là lắm lúc lên trên bản là cái tiếng ve nó kêu rất là nhiều, nên là mọi người nghe cái âm thanh nông nói nó không được rõ ràng lắm đâu. Mùa hè rồi mà. Xin chào. Chào em. Ba bố con. Bà ngoại còn ở đây không? Dạ không ạ. Về rồi à? Về rồi. Cái bé gái này hay đến đây chơi nhỉ? Bé này chơi không? Nhà của dưới kia. Nhà của anh. Hôm qua anh thấy ở trên này. Ba bố con ăn cơm cho em? Chưa ạ. Bây giờ là ba bố con chỉ ở nhà trông nhau như này thôi. Được. Chơi tí rồi cái kẹo tặng cho các cháu này, đỡ buồn mẹ nhỉ. Con cầm nhá, gái ăn kẹo không con? Bé này mười bao nhiêu tuổi rồi con? Mười mấy tuổi rồi? Không biết tiếng phổ thông à? 13 tuổi không biết tiếng phổ thông, không được đi học à? Không hỏi. Đây là mẹ của anh. À, mẹ ruột em đây à? Bà, mẹ. Chào cô nhé. Hôm nay mới gặp. Cô chắc không biết tiếng phổ thông đâu đúng không? Chắc không biết. Thế là hôm qua là bà nội, bà ngoại đi chơi, hôm nay bà nội đến chơi. Gia đình cũng mới xảy ra chuyện buồn nên mọi người cũng thường xuyên qua lại. Cơm nấu chưa em? Đây là cơm này à? Ba bố con ăn cái nồi nhỏ nhỏ này á? Vâng. Có ăn được cả ngày không? Không ạ. À, bữa nào nấu bữa đấy nhỉ? Vâng. Còn đây là chắc cái rau quá. Đây chắc nấu canh. Video hôm qua Long đăng nhưng mà thực tế là là hôm kia Long quay rồi, nên là hôm nay sang đến đây là ngày thứ hai rồi, quay trở lại quay phim ba bố con. Nhưng mà hiện tại thì cũng chưa có nhận được sự quan tâm yêu thương của các ông bà cô bác, nên là cũng chưa có kế hoạch gì để giúp ba bố con cả. Hy vọng là các quý hảo tâm mà xem được mà có tình thương ba bố con thì giúp ba bố con, thì cháu Long sẽ có cái kế hoạch này. Mình xem là ví dụ như là giúp đến đâu thì mình sẽ có kế hoạch đến đấy. Nhiều thì sẽ giúp nhiều, ít thì sẽ giúp ít. Cái con trai này tên là gì nhỉ? Anh quên. Tên làm Dẫn ạ. Hả? Dẫn ạ. Dẫn á? Vâng. Con gái tên là gì? Tên làm Si ạ. Si à? Vâng. Dẫn Si à? Vâng. Tên là mới nghỉ lễ xong 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Hôm nay lại cuối tuần luôn. Thứ bảy, chủ nhật. Đến thứ hai cho con đi học đi quá à? Thứ hai á? Ừ. Cho đi học. Cho đi học đi em ạ. Cho đi học đi thì cô giáo dạy cho cái chữ, với cả em cũng có thời gian rảnh mà đi xem cái nương ngô xem nó như nào. Bởi vì hôm trước em kể là từ hôm vợ ốm xong là vợ mất như thế là không có sang thăm nương ngô đúng không? Vâng, đúng. Thì thử sang xem nương ngô, xem cỏ giá nào dẫy không vun vào các thứ đúng không? Ừ. Còn chăm sóc nó còn có cái mèn mén mà ăn chứ. Vâng. Ừ. Có bây giờ vợ cũng mất được nửa tháng rồi, cũng phần nào nguôi ngoai rồi, có kế hoạch gì chưa? Dạ, có gửi con cho ông bà nội, ông bà ngoại gì để đi làm ăn xa không hay là ở nhà rồi? Nhà rồi. Ừ. Em có muốn cắt tóc không? Mai kia anh mang cái tăng đơn đến cắt cho. Dạ. Có muốn cắt tóc không? Có nhưng mà không có ai cắt. Thế hôm nào anh lên anh cầm cái kéo cái tăng đơn đến cắt cho nhé. Dạ. Ừ. Hồi xong ngạn đây tôi phải chở nó. Hôm nay là anh cũng xác định lên là anh cũng không muốn mua gì cả, để xem là cuộc sống thường ngày của ba bố con như thế nào, để các ông bà được biết là ăn uống ra sao. Hai con của em Hồ ngoan nhỉ, trông ngoan đấy. Học lớp mẫu giáo, học mẫu giáo dẫn này, học mẫu giáo chắc là mẫu giáo 4-5 tuổi. Còn cái Si thì học bé hơn. Si 3 tuổi rưỡi nhỉ? 3 tuổi rưỡi. Ừ. Nước ở đây là em xuống cái nhà bên dưới kia xách lên à? Vâng. À, cái hôm qua anh rửa chân rồi đấy. Vâng. Đúng. Mảnh đất này thì sống nhờ anh bên dưới kia là anh họ. Vâng. Còn ba con chú, bây giờ nước sinh hoạt các thứ nó cũng nhờ nhà đấy dưới hết. Cái nhà cũ của em ở dưới bên dưới kia mà dỡ ra rồi đúng không? Vâng, cái nhà cũ kia thì bán đi rồi. Cái gỗ đấy đâu hết rồi? Dạ, cái gỗ kia cũng ở đây mà. À, bế hết lên trên này rồi à? Không. Hay là bạn này. À, vẫn dưới đấy gì? Vâng. Nó còn tốt không? Còn cứng cáp không? Chắc cũng tốt mấy rồi. Ừ. Hỏng hết rồi. Vâng. Thế cái rau cải này anh vừa thấy em đi nhổ ở đâu về đấy? Rau cải này lấy của anh trên này thôi. À, cũng xin của anh luôn. Có mà. Ừ. Thế nên bây giờ là hầu như là phải nhờ cậy anh họ hết. Vâng. Từ cái gì cũng từ cái rau cái cỏ. Vâng. Em Hồ này thì tóm tắt cho ông bà của bác anh chị mà chưa xem cái thước phim của ngày hôm kia ấy, thì biết được là hai vợ chồng lấy nhau đây này, nhìn cái bức ảnh bên trên tường kìa, hai vợ chồng trẻ trung nhìn trông đẹp đôi lắm, nhưng mà cuộc sống cũng diễn ra bình thường thôi. Em Hồ này thì nhà có tổng là 9 anh chị em, bố mẹ đất đai cũng ít thì chia cho mỗi người được một thửa nhỏ nhỏ để làm cái nhà ở. Sau đó là hai vợ chồng lấy nhau, bên nhà vợ thì 7 anh chị em. Lấy nhau thì cuộc sống diễn ra bình thường lắm, cho đến ngày mà vợ em Hồ mắc căn bệnh kiểu như thiếu máu, tủy nó không sản sinh ra được máu. Thì bắt đầu chạy chữa, không có máu để truyền. Máu của em Hồ này thì không trùng với nhóm máu của vợ, nhờ em trai, nhờ hai em trai truyền. Thì truyền được 1-2 tháng thì về. Chạy chữa mấy lần ở Hà Nội thì về nhưng mà cái ăn cái uống không có, rồi sức khỏe yếu dần đi thì bệnh nặng quá thì mất cách đây 15 ngày. Thì trong cái quá trình mà đi bệnh viện này, xong là làm ma chay cho vợ, là vay mượn chỗ đó chỗ kia, tổng là bây giờ là lên đến hơn 50 triệu, gần 60 triệu phải không ạ Hồ? Vâng. Lấy vay mượn, vay cái đấy thì vay anh em hay là vay nhà nước? Vay em cây thôi ạ. Vay anh em mỗi người một ít à? Vâng. Vay kiểu như ví dụ làm ma thì vay nhà nọ con bò, biết cái gì như nào kia. Vâng. Mà vay em đấy là mẹ còn bố. Ừ, vay mẹ với bố. Vâng. Để chạy chữa bệnh cho vợ, sau đó là làm ma làm các thứ nữa. Thì là cái lúc mà vợ mà bị bệnh nặng quá mà kiểu như gần như bệnh viện trả về rồi thì mới nói chung là có bệnh thì vái tứ phương, tìm đến thầy bói xem bói thì thầy bói bảo ở dưới cái nhà cũ ở dưới kia thì nhiều ma quá, phải chuyển lên cao ở thì mới tránh được cái con ma. Thì thôi thì có bệnh thì cầu tứ phương, người ta nói như thế, cả làng người ta nói như thế thì các bạn cứ bảo là bên trên vùng cao này thì mê tín dị đoan ở vùng nào thế thôi các bạn ạ. Khi mà sống đâu thì phải âu đấy thôi. Khi mà cả làng cả xóm người ta bảo có con ma nó ở đấy thì mày chuyển đi cho vợ mày khỏe lên. Ví dụ như em Hồ mà có ăn có học mà kiểu như là không có mê tín dị đoan ấy, mà cứ ở dưới đấy mà chẳng may ví dụ như vợ mất ở dưới đấy chẳng hạn, thì lúc thầy đến đấy thì thầy bói hoặc làng xóm láng giềng rồi mọi người bên cạnh thì người ta sẽ trách móc thằng này là người ta nó nói thế rồi mà lại không chuyển đi thì nó rất là dở. Ví dụ như chuyển đi rồi mà mất trên này thì nó lại không sao, thì này không bị người ta chửi. Nhưng còn ví dụ như mà người ta đã xem bói rồi, người ta cả làng người ta bảo là phải chuyển đi chỗ khác mà mình cố tình mình không chuyển mà để vợ mất hoặc là con cái mình sống ở dưới đấy nó ảnh hưởng như nào thì nói chung là cũng áy náy, nên là rất là khó xử, không đơn giản đâu các bạn ạ. Sống đâu âu đấy, luật vua thua lệ làng mà. Thì là hai vợ chồng với hai con cái chuyển đến đây, nhưng mà nói chung là bệnh tình nặng quá thì chuyển đi đâu thì chuyển thôi các bạn ạ, thì cũng mất. Bây giờ là ba bố con là cuộc sống ở trên này là đất đai nhà cửa là cũng nhờ cậy của anh họ hết, anh con bác, miếng rau rồi cơm cháo nước non, đất đai này là nhờ hết chứ chẳng làm được cái gì. Từ ngày vợ ốm và vợ mất đấy thì cái nương ngô đã cấy rồi nhưng mà cũng chẳng có thời gian qua chăm sóc nữa, con thì còn quá nhỏ. Bình thường này nấu cơm này thì một ngày ba bố con ăn mấy bữa hả em? Đấy. Ừ. Tức là hai bữa. Một ngày là ăn hai bữa à? Vâng. Bữa này với cả bữa tối nữa. Vâng. Ừ. Thì con đi học thì mới có thời gian để làm việc nọ việc kia. Vâng. Còn nếu mà con ở nhà thì con nhỏ như này thì vẫn phải ở nhà để nấu cơm cho con, trông con, tắm rửa. Hết ngày thôi, chăm hai đứa trẻ con quanh quẩn hết ngày thôi, không làm được cái gì. Bây giờ thứ nhất là về kinh tế là mang nợ này, đã nợ thì phải giả thôi, trước sau gì cũng phải giả. Nhà không có, đất thì chuyển đi rồi. Cuộc sống nói chung là một mớ bong bong. Một mớ bong bong, để mà tháo được những nút thắt này ra thì phải có sự giúp đỡ từ mọi người, chứ còn nếu mà để bản thân em Hồ mà tự lực lên thì Long nghĩ là không thể, chắc chắn là không thể, không có một cái lối thoát nào nếu như không được sự giúp đỡ của mọi người. Nè, nó mơ. Hồ có biết uống rượu không Hồ? Dạ. Có biết uống rượu không? Có mà. Ây da. Anh mua không? À, anh có? Có thì một tí uống, muốn là anh chế. À thế à? Vâng. Ngày thường ví dụ không có anh ở đây thì em uống không? Không. À, tưởng không có anh ở đây vẫn uống nữa thì... Không có anh đây thì không uống đâu. À, có khách thì mình uống thôi thì... Nói anh hỏi thế thôi, anh không uống đâu. À. Anh thử xem có nghiện rượu không. À. Ôi, còn có khách thì mới uống, không có khách đừng uống nhá. Bây giờ vợ mất rồi còn trẻ như này đừng có rượu chè đấy, sợ nhất là rượu chè. Có mấy cái kẹo này rồi chắc chả muốn ăn cơm đâu quá. Nó mó đi con. Ngồi ở đây với ba bố con cho vui nè. Ba bố con cơm đi, anh vừa ăn ở dưới kia rồi, lên đây chơi xem là cuộc sống ba bố con thế nào thôi. Ừ. Ừ, ăn đi. Ừ. Thế là cũng không có bắt con được đúng không? Vẫn ăn theo kiểu thói quen cũ. là cứ mỗi người một cái thìa nhôm cỡ lớn này, xong là ai ăn cái gì thì xúc thôi, ăn chung như vậy, ăn đi. Con gì? Ngoan nhỉ, tự xúc đấy. Con nhà Long cũng 5 tuổi rồi, nhưng mà ví dụ ăn này tự cũng tự ăn, nhưng mà những cái miếng cuối cùng là phải bón thì mới ăn hết được một bát. Còn cô cậu gần 4 tuổi là vẫn phải bón. Đến lớp thì tự giác lắm, nhưng mà ở nhà thì cứ làm đúng ông bà bố mẹ. Mà trẻ con trên vùng cao thì mười mấy tháng là đã biết xúc. Không xúc những chả ai xúc cho đâu, tranh nhau mà ăn. Để gần con. À không ăn rau à? Ăn mỗi cơm không à? Ăn cơm ngấm kẹo là ngọt ngọt rồi nhỉ? Như kiểu hồi bé chú hay trộn cơm với đường ăn ấy. Ngon. Tí nữa anh thử xuống dưới kia anh xem là cái mảnh đất mà em ngày trước vợ chồng em ở dưới đấy như nào nhá. Vâng. Em không phải xuống đâu, anh khác xuống. Anh xuống anh nhờ bà con chỉ, anh thử xem là khu đấy như nào. Vâng. Xem ma mãnh như nào. Trước em có cũng có một nhà ở dưới kia mà. Ở đấy cũng gần một nhà. Cũng có một nhà ở dưới kia mà. Thế nhà đấy nó có ma không? Không. Mỗi nhà mình có đấy à? Ừ. Hai nhà gần nhau, một nhà có, một nhà không. Ừ. Để anh xem có con ma nào không anh bắt cho. Không biết thằng chị nhà nước hỗ trợ làm nhà kia không? Anh biết. Biết thì em cũng nhà ngược ở đây thôi mà. À, cái nhà xây duy nhất ở đấy mà cái xây gạch ba vanh không chát đấy gì. Ừ. Mà cái có một bạn gái bạn ở mà 5 con nhưng không có chồng đấy gì. Mỗi người con là một người chồng khác nhau đấy gì. À. 5 con nhưng mà mỗi người con là cùng một người chồng. Ở đấy không ma đấy quá, ma đấy quá. Thế từ bé em lớn thì gặp con ma nào chưa? Em ấy. Dạ không ạ. Có nhìn thấy ma bao giờ không? Không. Không nhìn thấy sao sợ, biết như nào mà sợ. Ừ. Có gì? Trời lẻ rét. Mông mông. Có hù không mà thấy mấy con mông mông. Ngon mông rồi. Ừ. Mất hoặc. Thường là con người ta sợ những cái thứ mình không nhìn thấy. Ừ. Toàn nghe kể thôi, anh ma thì anh cũng nghe, toàn nghe kể nên chưa thấy bao giờ. Không nghịch đâu con, chán rồi đúng không, ăn keo ngọt ngang bụng rồi. Ừ. Ăn đứa này từ lúc bệnh mất thì nó không ăn cơm tí nào. Từ lúc mẹ mất nó không chịu ăn cơm á. Không ăn cơm tí nào. Ừ. Đây vẫn thấy nó ăn đi. Ăn nhưng mà ăn ít đúng không? Vâng. Không ăn khỏe như lúc vâng. Mẹ còn à? Vâng. Ừ. Tôi em ạ, thì cũng chia buồn với gia đình, nói chung là gia đình nào cũng thế thôi, mất mát đi những cái thành viên trong gia đình thì rất là buồn. Nhưng mà dù sao thì người mất thì cũng mất rồi, mình sống thì mình vẫn phải sống thôi. Cố gắng ăn uống rồi lao động, mình sống cho bản thân mình còn sống cho hai con nữa. Ừ, cố gắng thôi. Mật ong rừng trên kênh Về Miền Tây Bắc được lấy từ vùng rừng Mù Cang Trải Yên Bái. Rừng Mù Cang Trải với diện tích rộng lớn nằm ở vị trí phía Tây Bắc, được thiên nhiên ưu đãi với hơn 250 loài hoa, giúp mật ong có chất lượng tuyệt hảo. Cam kết 100% nguyên chất và đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Liên hệ đặt hàng A Long, số điện thoại 0965 653 434. Đây các bạn ạ, Cái nhà xây mà lợp tôn màu xanh kìa kìa, chưa chát đấy, là cái nhà của bảo bạn gái mà có 5 người con đấy. Thì nghe em Hồ chia sẻ là bên cạnh đây có một cái nhà gỗ, thì cái nhà cũ của em ở sau cái nhà gỗ này. Chúng ta sẽ cùng đi lên bên trên để xem là cái mảnh đất mà bảo có nhiều ma đấy thì nó như nào nhé. Phải đi qua con suối đây, đi qua con suối chảy qua trước mặt của nhà hai cháu táo vàng ấy. Cái khu vực này các bạn có nhớ cái khu vực hôm nọ mà mấy bà cháu cắt cỏ đây không? Cái việc này đi cẩn thận không trơn ngã nhé. Mấy cái viên đá nó không chắc đâu này. Đi đường đấy cho nó an toàn. Ây da, nhà này tận dụng đất triệt để quá nhỉ. Trồng cỏ voi hai bên này, đi hơi vướng một tí. Lên trên nhà trên này hỏi này. Chắc đâu đây khui phía đằng sau này thôi. Cũng ý định trong đầu của Long nên là nếu mà các quý hảo tâm mà có thương ba bố con mà cũng muốn giúp ba bố con làm cái nhà cái cửa, thì ý của Long là đầu tiên mà chưa biết mảnh đất thì cũng muốn là bảo em Hồ xem nào, gọi thầy bói cúng các thứ hay xem như nào để giải hạn các thứ cho khỏi ma mãnh đi. Xong về cái đất cũ đấy mà ở thì mình sẽ có phương án mình hỗ trợ trên cái phương diện là nếu như có sự mà giúp đỡ kinh phí của các quý hảo tâm. Nhưng mà nghe chừng nhìn cái mảnh đất treo leo như này cũng căng đét đẹp này. Chào em. Chào anh. Bây giờ phi cả xe máy đây cơ. Vâng ạ. Anh hỏi tí. Cái nền đất cũ của nhà Hồ là ở đâu? Cái đất cũ á. Nhà cũ đấy á. Nhà cũ nó ở đâu? Trên này. Đi đường nào lên đấy? Đi vào nhà đi rồi. Vào nhà em à? Đất cũ nhà trên nó ở hai nhàng ở đây. Đây nó có anh trai nó có hai nhàng ở đây. Anh trai, nhà anh trai với nhà nó à? Ngày xưa ấy. Ở nhà anh. Em ở đây, nhà em có đông người không? Là ở đây chỉ có em một người thôi anh ạ. Hả? Ở đây chỉ có em một người thôi. Không, anh bảo nhà em của mày. Em tên là Quân à? Dạ. Em tên là Quân à? Không, em tên là Phó. Anh bảo nhà Phó có bao nhiêu người ở đấy? Ở nhà này á? Nhà này có mỗi em thôi. Mỗi mình em á? Vâng. Vợ em đâu? Bố em chưa có vợ. À. Bố mẹ em ở trên nhà ấy. Ây da. Ở trên thành Táo ấy. Chưa có vợ mà một mình một nhà. Vâng. Ây da, oách nhỉ. Có nhà. Thế này thì nhiều. Đất ở đây xong là làm xây nhà ở đây. Đất xong nhà to như này chắc nhiều em theo lắm nhỉ. Dạ. Không, đấy là nhà của bố mẹ mà có phải nhà của em đâu. Thì em ở đây thì trước sau thì trở thành của em. Phải không? Đẹp trai như này, nhà điều kiện như này thì đây nhà đầu tiên nó ở đây, còn nhà thứ hai ở tây kia. À, thế bảo là có ma mãnh gì hả em? Vâng, ở đây nhà này có ma cũng ở được, không là chuyển lên tây kia, chuyển lên tây kia là bảo có ma cũng không được. Tức là cả cái giải đất này là cũng chuyển đi 2 lần rồi. Vâng. Chuyển đi 2 lần rồi nhưng mà đều có mang hết. Vâng, đều có mang hết, xong là về ở với bố mẹ cần còn là mấy tháng rồi, 5-6 tháng. 5-6 tháng. Và xong là không khổ, xong là mấy chú đi ở nhà chơi kia làm thêm cái nhà nhỏ nhỏ kia nữa. Thế tức ngày là ở đây. Vâng. Xong là bói toán bảo ma mãnh rồi ốm đau nhiều quá, chuyển lên trên kia. Vâng. Chuyển lên trên kia là vẫn ốm đau như thế. Vâng. Thì lại chuyển về ở với bố mẹ đẻ. Đúng rồi. Được 5-6 tháng thì vẫn như thế. Vâng. Thì là thì mới lên trên. Thế xong là đi bệnh viện rồi là 12 ngày bệnh viện nữa, xong là về không khỏi. Không khỏi thì mới chuyển núi, xong là ở nhờ cái mảnh đất của nhà anh họ đấy, xong dựng một cái lều đấy đúng không? Đúng rồi. Xong đến bây giờ đấy. Vâng. Thế em ở đây bao nhiêu ngày tháng em có thấy ma bao giờ? Dạ, ở nhà dưới này không thấy đâu. Nhà em không có ma. Vâng. Nhà trên này có. Vâng. Trên kia cũng có. Vâng. Thế lạ nhỉ. Ở đây đất của bố mẹ nhưng mà bảo anh trai ở đây nhận đất rồi, không phải đất của anh trai. Kiểu mà nhằng bọn em đông anh em ấy, xong là bố mẹ chia đất ra ấy rồi, xong là còn đất này là của bố mẹ ấy. À, thế em cũng là anh em nhà Hồ à? Dạ. Em có phải anh em nhà Hồ không? Có. Cũng là em trai Hồ à? Vâng, em trai của anh Hồ. À, em trai ruột luôn gì? Vâng, em trai ruột luôn ạ. Ừ. Thế cái nhà dưới này là nhà bố mẹ không có ai ở, mỗi mình em á? Vâng. Thế sao không cho thằng Hồ nó ở? Nhưng mà ở đây thằng Hồ nó, anh trai Hồ nó cũng ở đứa ấy, kiểu trong tầm mông của bọn em thì nó ở thì phải có đám ma các kiểu ấy, xong là nhà này. Ban thờ anh. Ban thờ á? Vâng. Tức là ví dụ nó muốn thờ vợ nó là không thờ được trong này á? Vâng, không thờ được. À. Lại kiêng kỵ kiểu đấy nữa nhỉ? Vâng. Ừ. Khó nhỉ, đây cái nền đất thì rất là đẹp này các bạn này. Trên này mà làm nhà gỗ hoặc nhà xây đều được này này. Nhà mà em bố mẹ đệ đồng em quá mà. 9 anh em đúng không? 10 anh em này. Ừ. Em phải 20 mấy tuổi đấy chứ nhỉ? Em 23 rồi. 23 có đi làm thuê ở đâu không mà chưa lấy vợ? Dạ không, năm 2021 em đi lính à. Xong làm chưa lấy vợ được. 2021 đi lính. Vâng. Thảo nào vẫn còn cái quần kiểu mặc như này kìa. Vâng. Đi lính thảo nào nhìn người rắn giỏi thế. Đấy, phải đi lính vào người nó mới rắn giỏi, mới chuẩn chỉ. Ừ. Đấy, chẳng qua không chịu tán này. Đây này, như cô này, cô còn mấy đấy được mấy chồng cơ mà. Đâu, con này lấy mấy đứa chồng rồi nhưng mà biết bộ về em cũng chịu. Đấy mấy đứa chồng mà bây giờ vẫn không có chồng đúng không? Chiều. Đấy, nếu mà ví dụ như mà xây dựng ở nhà này thì vẫn xây dựng đơn giản đấy các bạn ạ. Vận chuyển vật liệu qua suối kia xong đi lên tí gọi là vẫn làm được, bởi vì đây, như cái nhà của em mà 5 con mấy đời chồng thì muốn xây thì người ta cũng phải bê gạch sang bên qua suối người ta làm mà. Một cái đi lấy 5-6 đứa chồng thì chẳng có ai dám lấy. Không ai dám lấy à? Thế cái đất ở gần Búi Tre khu này có phải đất của bố em không? Nhà em không? Không phải á? Đất của bố em chỉ có từ rãnh này xuống. Trước mặt cái nhà này cũng là của nhà mình à? Vâng. Ừ, đi xuống đây đi bố ơi. Vâng. Một mình em khác tự ở. Vâng, để trông nom các thứ đúng không? Vâng. Cho họ khỏi vào họ phá phách lấy gỗ các thứ. Vâng. Bò lợn chăn. Ừ. Hồ không được ở nhà. Vâng. Bởi vì vợ mất rồi là không thờ cúng được hả? Vâng. Bố mẹ bảo vợ mất rồi thì về nhà cùng với bố mẹ nó không về. Bây giờ còn 2 con nữa mà về ở với bố mẹ cũng phức tạp phết đấy. Vâng. Sau này mà cô muốn lấy vợ các thứ nữa thì cũng khó lắm. Vâng. Nên là một mình. Anh trai trẻ ở dưới này. Thôi ấy đi, anh không uống nước non gì đâu, không phải nước non gì đâu. Em có nuôi được nhiều trâu bò gì không? 4 con rồi à? Bây giờ chăm nhỉ, cũng đi bộ đội về cái là chăm chỉ, tư duy tốt hơn hẳn đúng không? Đấy cái vườn ngô trước này nó cũng đất nhà mình đi quá. Dạ. Đất chỗ này là đất nhà mình quá. Vâng ạ. À, cả cái dải ngô này. Ừ. Ừ. Ví dụ như mà chuyển anh Hồ xuống đây xây cái nhà bé bé cho 3-4 con anh Hồ thì bố có cho đất chỗ này không? Xe ở chỗ nào ấy? Đấy, vườn ngô này. Vườn ngô này á? Ừ. Nhưng mà xe thì đây thế thì chỉ có ở trên này thôi, ở dưới kia nó mà mưa to thì nó ngập lên gì. Vâng, nước nó ngập lên. Thế đến mùa mưa là mấy cái nhà bên này là phải đi đường nào qua suối được hay phải nội qua thôi? Nếu mà mưa to thì mấy ở nhà này không biết đi sang được bên kia đâu. À thế à? Vâng. Nhưng mà mưa ví dụ như mưa bão thì nó chỉ chảy toàn nước to một hôm xong là hôm sau nó lại rút đúng không? Vâng. À. Chứ nó không ngập trắng băng hàng tháng đâu gì. Dạ không ạ. Bởi vì là độ dốc nó cao, nó sẽ ngập, nó chỉ ngập một hôm rồi hôm sau nó thoát hết rồi. Nó một hôm, 2 hôm là đấy là. Ừ, anh hiểu. Anh thì làm những cái chương trình thiện nguyện kết nối giúp đỡ bà con vùng cao. Ừ, anh tên Long, anh hay đi ghi hình những hoàn cảnh còn thiếu may mắn trong cuộc sống, ví dụ như là 2 cháu mồ côi con anh Trá này. Cái nhà đang xây ở mặt đường này này. Là anh đang làm. Nếu như mà các quý hảo tâm trong và ngoài nước mà đồng hành cùng anh mà giúp mà anh trai em thì Thì nếu mà theo anh thì lên xin bố cái mảnh đất ở đây xong là làm nhà ở đây thôi. Chứ còn bây giờ ở ba bố con ở tận trên đỉnh núi kia mà nó cũng ở nhờ thôi chứ có phải đất nhà mình đâu. Vâng, ở trên đấy chỉ có nhờ anh trai, nhờ anh họ thôi. Anh con bác con chú thôi. Tất cả mấy anh em chắc không có đất ở, chắc đi nhờ của mẹ anh hết. Cũng không phải là nhà mình không có đất, mà là bố chia hết rồi đúng không? Dạ. Kiểu như là bố chia hết cho 9 anh em rồi gì. Vâng, tức là mỗi thằng là được một cái khoảng nào đó. Vâng. Thì là phần của ông nào là ông ấy hưởng rồi thì kiểu như là không có cho nhau được. Vâng. Kiểu vậy, anh hiểu. Đây đất của anh trai Hồng là cái ngu kia là vàng kia kìa. Nó bảo nó có chăm được đâu, từ hôm vợ nó ốm xong là nó... Nó bảo nó không chăm nữa, bây giờ nó bảo nó không chăm nữa. Bây giờ vợ mất rồi thì người mất thì mất rồi, người sống vẫn phải chăm chứ, anh bảo nó rồi đấy. Được. Nó bảo mai kia con nó đi học thì nó xuống nó bón phân, nó vun các thứ. Thì ngô người ta chăm được nó xanh tốt như này cơ mà. Được. Ngô nhà mình không chăm được vàng khè bên trên đỉnh lưng chừng núi kìa. Nghe bố kể chuyện anh cũng hiểu có qua rồi. Anh cảm ơn nhé. Cảm ơn anh. Nghỉ ngơi đi, anh đi về đây. Cảm ơn anh. Ok, cảm ơn anh. Chào em. Anh về nhé. Nên là bố mẹ em là cũng đông anh chị em, nhưng mà cũng cái thời ngày đấy mà vẫn cho các anh chị em này được đi học đầy đủ này. Đứa nào cũng biết tiếng phổ thông hết. 9 người con mà bạn ấy cũng nói được tiếng phổ thông hết đầy đủ. Nói chung là Long thì Long ở trên vùng cao thì Long với cả đồng bào người Mông thì Long ở mấy năm thì Long hiểu mà. Nhà đông con thì cái khó bó cái khôn từ đời nọ sang đời kia ấy. Bố mẹ thì đất đai có bao nhiêu thì chia cho các con. Mà người ta khó khăn lên người ta cũng nảy sinh những cái tính cách nó phải nói thẳng với thắn với nhau là nó hơi ích kỷ một chút, là đã chia thì đất của thằng nào thằng ấy ở thôi, chứ còn ví dụ như mà anh em mà gặp khó khăn thì cũng muốn giúp nhưng mà người nào cũng khó như nhau. Xong là đẻ đông con. Ví dụ như là 9 người nhá, một người khó khăn nhưng mà những cái gia đình kia cũng có con trai, đẻ mấy con trai thì người ta cũng có muốn giữ đất lại để sau này cho các con người ta ở. Phần của ông nào ông ấy ở, xong là người ta còn phải lo cho đàn con này nữa, đàn con sau này nữa. Thế nên là người ta vẫn cứ ích kỷ, người ta không sẵn sàng là chia sẻ cho anh em ruột thịt của mình đâu. Nó là như thế. Nên là bây giờ mới phải đi ở nhờ của nhà anh em họ. Nó cũng khó. Mình cũng không rơi vào hoàn cảnh người ta nên là mình cũng không biết được đâu. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Phải rơi vào hoàn cảnh đó thì mới biết được. Mình tìm hiểu các thứ thì cũng chỉ biết qua rồi. Thông cảm và hiểu cho người ta phần nào thôi. Ngứa lắm nhỉ, đây họ tận dụng những cái đường đi này. Không để trồng cách xa một tí. Ở đây là cái chỗ Trung Chiêng. Nó ở giữa nhà cháu Vàng với cả nhà bác 70 tuổi nuôi 5 cháu. Đây, nhà bác 70 tuổi nuôi 5 cháu thì ngay ở bên trên này, này. Cái nhà đầu tiên bên tay phải bên trên đồi này. Cái chỗ khu vực mà có cái vườn cây chuối đấy. Còn nhà cháu Táo Vàng thì đi qua nhà này. Đi qua nhà đập đá này một đoạn nữa. Đi qua Bú Tre kìa. Sang bên kia một tí nữa là tới. Coi như cái khu vực... Cái nhà em Hồ này, đất cũ là nó chung chiêng ở giữa hai nhà. Nói chung là cái hoàn cảnh của em Hồ thì thực sự là nó rất là đáng thương rồi. Bởi vì là gà trống nuôi con bây giờ ở vùng khác có công ăn việc làm thì không sao. Nhưng vùng này thì trình độ văn hóa thấp. Con nhỏ không đi làm thuê xa được mà ở làm ở địa phương thì không ai thuê ai cả. Toàn những người nghèo như nhau thì có ai thuê ai đâu. Họ chỉ có trồng ngô quanh năm ngày tháng thôi, chỉ có mỗi công việc đấy thôi. Nên là Long cũng rất là muốn giúp ba bố con. Có cái phương án là giúp ba bố con hạ sơn, bỏ cái dãy núi đó để xuống khu vực này. Nếu mà xin đất được của anh em, xin đất được của bố thì Long sẽ đứng ra để kêu gọi các quỹ hảo tâm trong và ngoài nước sẽ giúp ba bố con cái nhà nho nhỏ. Sau là có bò, có dê các thứ thì chăn nuôi mà phát triển kinh tế mà nuôi con. Xuống đây các con đi học các hành các thứ nó cũng sẽ gần trường hơn. Chứ ở trên đỉnh núi kia thì nói thật với các bạn là cuộc đời chỉ càng ngày càng tối đi, càng mờ mịt đi thôi. Chứ không bao giờ có cái chuyện mà có 5-10 năm nữa mà Long quay trở lại thì cũng chỉ vẫn vậy, không bao giờ thay đổi được. Nên cũng rất là muốn là các quý hảo tâm đồng hành cùng bà con vùng cao, biết là bà con vùng cao còn nhiều cái hủ tục lạc hậu đâu. Và người ta cũng không biết làm biết ăn. Chính vì người ta cổ hủ, người ta lạc hậu, người ta không biết làm ăn và người ta không được học hành đầy đủ, không được tiếp cận với những cái nền văn minh và những cái người mà biết về cuộc sống này nhiều nên người ta mới như thế, người ta mới khó khăn. Chứ còn nếu mà người ta tinh danh, người ta thông minh rồi, người ta biết làm biết ăn, người ta biết cái chữ, người ta biết làm cái nọ cái kia thì người ta lại chẳng nhờ đến những người như chúng ta hiện tại. Nên là cũng rất là mong muốn mọi người đồng lòng, lá lành đùm lá rách đùm lá tả tơi, đúng không? Sẽ thêm thắt vào đó để có cái kế hoạch để giúp mà ba bố con. Còn như nhà cháu Táo Vàng các thứ là ổn định rồi. Nó cũng không nhận thêm quỹ của nhà cháu Táo Vàng về vấn đề xây dựng một cuộc sống mới nữa. Và chỉ nhận sau này hàng tháng là gửi cho các cháu bao nhiêu để các cháu chi tiêu và ăn uống thôi. Chứ còn về vấn đề xây dựng nhà cửa là đã đủ quỹ rồi. Có lẽ là video này thì cháu Long xin phép được dừng lại tại đây. Một lần nữa trân trọng cảm ơn toàn thể quý khán giả đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.